Đây là bánh pizza đặc biệt có. Xin chào cả nhà, đây là cái thành phố La Rosie của Mỹ. Và tụi Linh mới tới đây thôi, thì mong mọi người nhìn đi. Ở đây có cây hoa đào nè, rồi có mấy cái thuyền cano đó cả nhà. Thì nhìn nó rất là đẹp, chỉ có khúc này thôi là đẹp rồi. Nhìn bên đây nữa nè, bên đây nữa nè. Mọi người thấy không, có một cái cầu bắc qua nữa nè. Nhưng mà tiếc là tại vì bây giờ vẫn còn là mùa vẫn còn là ở trong cái mùa xuân á, nhưng mà nó còn ảnh hưởng tới mùa đông rất là nhiều, cho nên mọi người nhìn thấy là cái cây nó bị sáng, nó không có xanh rì, chỉ có một số vùng á là nó có hoa này hoa kia, giống như là cái hoa cải hoặc là hoa đào Linh giới thiệu đầu clip á thì nó đẹp, nhưng mà còn ở mấy cái chỗ này á thì nó nhìn cây nó chưa có xanh á, cho nên nó hơi xấu một tí. Chỗ này có một cái cầu thang nhỏ xíu để đi xuống đây. Mình nghĩ chắc chỗ này người ta cũng đi xuống, người ta đi chèo thuyền nữa nè. Nhìn bên bờ phía bên kia đó cả nhà, đẹp quá cả nhà ha. Dạo này vào mùa xuân á, cho nên hoa vẫn nở, và cái cụm này tự nhiên nó giống như là nó làm sao ta? Nó chung với cái cảnh này hòa quyện, đúng không? Hòa quyện chung với cái cảnh này rất là đẹp. Bây giờ thì cái đường này thì mình đi vào phố, mình không có đi phía bên kia, mình đi tham quan thành phố. Hồi trước á, mình rất là thích đi những cái cảnh thiên nhiên, nhưng bây giờ mấy đứa bé nó lớn rồi, nó thích đi dạo phố hơn, thì mình đi dạo phố ở cái phía bên này. Mọi người cùng tiếp tục theo dõi với Linh nhé. Trời đẹp cho nên quay vào đây cảnh thật sự là rất là đẹp luôn á cả nhà. Ôi sao mình quay kỳ cục vậy, hơi rung hết cả nhà, xin lỗi cả nhà nha. Bên đây thì cái phía bên trái thì là nhà ở bình thường, mình chưa có đi vào cái khu đó, nhưng mà phía sau đó là có những cái thành quách và lâu đài. Và còn bên đây là một cái cầu, nhìn cái nước nó chảy rất là êm đềm vào cái mùa xuân này. Bên này lại có cây hoa đào nữa, và mình đi xuống cái khu vực cây hoa đào, mình coi thử coi là có cái gì ở đó nữa không, hay là chỉ có cây hoa thôi. Ở dưới đây nó không phải là một cái cầu mà là một cái bến xuống như vậy luôn cả nhà ha. Bỏ những nít lên vào nó chơi thích. Còn đây là hoa đào vào xuân nở rực rỡ luôn. Nhìn ngược lại phía cây cầu rất là đẹp. Mình quay mình zoom nhanh quá à. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm để mình zoom vào cho nó chậm một tí, để cho mọi người thấy cái vẻ đẹp của những nơi mình đi đến. Cái tật biết không, sợ zoom vào người ta bắt lỗi bắt phải mình cái này cái kia, cho nên hơi bị nhanh. Xanh gì á, cả sao đứng lại đi má chụp hình chưa, đẹp quá à. Ngồi chỗ đây đi, ngồi đây đi má chụp hình chưa. Linh á, để ý là bên này người ta dắt rất là nhiều chó đi dạo, và mấy bên này đi thấy người ta dắt chó nhỏ nhỏ rất là nhiều luôn. Thấy kỳ lạ ghê á, không biết là tự nhiên cái khu vực này cô gái đang đứng làm gì đây hay sao á. Còn đây là sao có cái tượng này nè, mình cũng chưa biết. Mình quay vào đây cho người nào đọc tiếng Pháp được thì dừng lại xem và đọc để sử sử nha. Còn mình không biết tiếng Pháp cho nên mình chịu thôi. Tiếng Pháp mình nó không có giống gì với lại cái tiếng của mình biết á. Wow, mọi người đi lên mọi người cái đi sâu vào phía bên này lâu đài đó, đi phía bên này chắc là con mình nó không tầm leo nữa rồi đó, cho nên mình không có đi lại cái tòa lâu đài, mình đi tìm cái chỗ khác. Cặp vợ chồng già đi du lịch, ông bà già mệt mỏi quá rồi, mình cứ đi đi sao chứ chỗ này mà lớn tuổi mình có nhiều thời gian á thì mình lại không có sức khỏe để mình đi.
cái đạm. Bên đây người ta cũng đạp xe đường để đạp xe. Thì nó không léo lưỡi. Mình họ đạp xe cũng có đến đó. Mình chỉ để họ đi du lịch qua cái chiếc xe này của sao mà đi đến thôi. Ủa sao mà họ để xe đâu mà sao mà xình bùng không vậy cả nhà. Cái xe nó bị dơ hết luôn cả nhà. Người ta cũng dơ mà rất là chiếc xe nó hay luôn. Lặn lội giống như là ở cái vùng nào luôn á chứ không phải vùng này. Thật là tò mò quá đi. Rồi mọi người, tụm năm tụm bảy ở đây là thấy cái tiệm bán sữa xíu rồi cả nhà. Bên trà sữa trân châu rồi đó. Bên Hà Lan á thì Linh đã thấy rất là nhỏ rồi. Nhưng mà bên Mỹ á Linh còn thấy nó nhỏ hơn bên của Linh nữa. Dù là nghe nói là và mình coi địa lý á, thì bên Mỹ thì mình lại thấy nó lớn hơn á chứ. Nhưng mà tại sao mình qua đây mình thấy nó cứ cụm nhỏ xíu à. Đúng luôn. Cái tiệm bán trà sữa mình thấy là không có nhiều sự lựa chọn, kem cũng rất là ít loại luôn. Cái này bên đây kêu là soft ice, mình không biết tiếng Việt kêu là như thế nào. Cuối cùng hai nàng nó có bubble tea, bây giờ mình đi tiếp thôi cả nhà ơi. Thành phố nhỏ quá, nhỏ không có thấy có nhiều cái gì để chơi hết. Nhìn hơi chán cả nhà, tại vì thực ra thì mình nghĩ á nha là ở đây sẽ có nhiều cái viện bảo tàng hoặc là cái gì đó, nhưng mà mình tìm chưa có ra. Và bây giờ có tìm ra giờ tụi nó cũng không chịu vào nữa, tại vì đi quá nhiều hồi xưa rồi, bây giờ chỉ còn đi một vòng như vậy nè, ăn uống cái gì thì tụi nó thích. Cái thành phố dành cho con chó nhỏ hay sao, nhỏ không. Coi họ trưng bày bia nè, đã không? Đây để là ở đây là trong này là có 300 loại bia đó nha cả nhà. Mà công nhận thấy nhiều thật chứ, mua một hộp như vậy để làm kỷ niệm thì được, ai uống. Dạ cái gì con, ngon không? Đây thì có bán nhiều cái loại, cái loại mà ly đựng bia đó cả nhà, giống như là mấy cái ở thành phố đen là rừng đen, khu rừng đen. Và bên Ý vừa rồi á, mình có đi vài nơi thì mình có giới thiệu cho các bạn về cái ly đó. Nhưng mà ly bên này á, Linh thấy là làm công nghiệp chứ không phải là làm ở kiểu thủ công giống như là ở rừng đen hoặc là những cái nước khác. Ở đây nè con, Linh shop here. Kêu tụi nó đi chỗ này để đi ra bãi giữ xe mà tụi nó nói không phải. À mình đây mình thấy một chiếc xe tăng nữa. Quá trời quá đất. Nhìn thấy ghê quá, mình thấy mình mấy cái chiếc xe này mình rất là sợ. Hai tụi con đi lạc rồi đó, đâu phải chỗ này đâu. Lâu lâu thôi thì mình cứ đi dạo phố cũng vui, ngắm những cái kiến trúc nhà khác nhau. Mình nghĩ là chỗ này phải có cái gì đặc biệt lắm mới thu hút nhiều du khách, hoặc là thu hút những cái đứa mà lơ mơ giống như gia đình mình đi Nhật đó nha. Nãy giờ thì mình chưa có phát hiện cái gì mà gọi là quá đặc biệt, chỉ có cái đoàn mô tô thôi. Và cái đoàn mô tô thì mình không quay ở trong cái clip này. Mọi người coi clip khác nha, cái clip Linh quay về mô tô để cho nó đừng bị loãng không khí. Mọi người nhận thấy là ở đây có một cái núi đá rất là lạ.
Và ở đây là một cái nhà thờ chính. Ở phía trên đó là một cái lâu đài nha cả nhà. Thì mình đã đi một vòng ở dưới rồi, mình đi lên trên này và bắt đầu mình chuyển qua cái thành phố khác. Rồi bây giờ mời mọi người đi một vòng với Linh ở cái góc phố khác của thành phố này, rồi sau đó mình đi về chỗ khác đi cả nhà. Mình đang ở trong một cái nhà hàng, thực ra là ở ngoài cái nhà hàng mình ngồi mình ăn. Và ở đây thì có một cái góc gọi là người ta để rác thì nhìn cũng không đẹp lắm. Nhưng mà bên này á, nói nó không đẹp lắm mà tại vì không có vừa mắt mình thôi, nhưng mà người ta không có để tùm lum. Ở đây thì nhìn ra cái view hồi nãy mình đi nè, cái view mà mình đi ngắm hoa đào luôn đó cả nhà. Ở đây có cắm cái cờ gì đây? Cờ Bỉ. Cuộc đời thật là khắc nghiệt với mình. Mình là người thích ăn và mình lại đi chơi, mình là phải ăn salad. Cái này là spaghetti. Đây là bánh pizza đặc biệt có atiso và cá muối. Đây là makahita bình thường thôi. Ăn hai cái bánh này là no tới suốt hết cuộc đời luôn, chứ đừng nói là no tới nguyên một buổi chiều nha cả nhà. Mình thôi, mình không thích ăn salad, nhưng mà mình có thể mình ăn salad xong rồi mình sẽ ké một miếng bánh pizza của bên kia. Chút em muốn thử cho miếng đó đi. That's the English champions. Để anh ăn cái đó khác, anh cắt thêm miếng khác. Cá nặng không ngon luôn. Kerst op de taart. Ja, kijk. Hij maakt niet een kerm, hoor, kan je. Ah, come on. Pizza lekker op de salade. Con quẩy hả? Rất là ổn liền. Excusez. Pizza ngon. Atiso này cả nhà. Not up yet. Ăn này thử không? Cảm ơn các nhà đã theo dõi clip lên. Bye bye, hẹn gặp lại lần sau. Các nhà hãy share, like, subscribe dùm Linh nhé. Có nhiều động lực làm nhiều clip mới nữa nha các nhà. Chúc các nhà một ngày thật vui. Bye bye.